Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng rồi bỏ trốn. Theo đó, khoảng 11 giờ trưa hôm qua, tại tiệm vàng KN, thị trấn Thạnh Mỹ, một người đàn ông dùng cuốc xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính. Sau đó, người này lấy đi nhiều nhẫn, dây chuyền vàng Tây. Khi nhận được tin báo của người dân, công an huyện Nam Giang đã nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm, khoanh vùng. Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là người địa phương. Sau khi cướp số nhẫn, dây chuyền vàng đã bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc, đến đầu giờ chiều thì đầu thú. Nghi phạm khai do mâu thuẫn với chủ tiệm nên gây án.